Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Cái video này thì các bạn lưu ý là cũng giống như 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần mình sẽ livestream trên fanpage. Bây giờ mình sẽ chuyển sang livestream ở trên cái fanpage Đào Tạo Gemizer. Bên cạnh đó thì mình có tạo các cái group hangout, có nghĩa là để các bạn có thể trực tiếp đấy, có thể được trực tiếp có thể nói chuyện với mình, hangout nói chuyện với mình cũng giống như kiểu mình dạy học Gemizer online. Đấy, đây cũng là video đầu tiên nên có thể có nhiều bạn không biết thì chúng ta có thể trao đổi với nhau lần sau. Ở đây thì livestream trên tường thì các bạn lưu ý rằng như thế này, các bạn nên vào đây, mình sẽ con đây vui lòng đặt câu hỏi comment tại fanpage, bởi vì trên tài khoản cái profile cá nhân của mình ấy, mình có tạo một cái xem chung, có nghĩa là gì, mình tạo một cái tài khoản xem chung ở đây thì các bạn đặt ở trong đó thì mình chạy admin có không anh? Ok. Thì các bạn nên lưu ý này, các bạn mà comment là trong cái profile nhân thì mình không nhận được. Để đỡ mất thời gian thì chúng ta lưu ý là mỗi buổi hangout nó sẽ có 1 tiếng. Thì đầu tiên câu trả lời của trao đổi với anh Bùi Doãn Quang là gì? Khi tối ưu SEO thì ngoài tối ưu bằng từ khóa thì còn gì nữa không? Em biết một chút cơ bản ạ. Thì đầu tiên thì bạn Bùi Doãn Quang nên lưu ý là gì? Cái việc tối ưu hóa SEO thì từ khóa nó chỉ là một phần trong cái khâu khâu mà chúng ta tối ưu hóa SEO thôi. Nhưng nếu bạn mà đã từng xem các livestream trước của mình hoặc bạn đã nếu bạn ở đây này, bạn có thể vào đây thì nó có những cái video hangout mình nói rất là chi tiết đấy, và quan trọng nhất đó là về cái việc bạn nói là bạn tối ưu hóa SEO thì cái việc từ khóa nó chỉ là một phần trong các bước đấy. Thì ở đây thì câu tiện câu trả lời của bạn thì mình câu hỏi của bạn mình sẽ mở lại cho mọi người, đây là kể cả có những bạn đang xem livestream hoặc những bạn không xem livestream đấy, thì đầu tiên mình cần phải có một cái quy trình. Nghĩa là gì? Nếu mà bạn nào mà đang xem đang hangout thì có thể xem được cái màn hình máy tính của mình. Còn nếu không được ấy, thì các bạn phải có thể là xem lại video sau. Nhưng ở đây là gì? Của bạn Bùi Doãn Quang bạn chỉ nói là gì? À, cái việc nghiên cứu từ khóa, thực ra cái việc nghiên cứu từ khóa tối ưu hóa nó chỉ là một trong những cái phần rất là nhỏ ở trong đó. Đấy. Thế thì khi mà bạn bảo là bạn làm SEO, bạn biết tối ưu hóa từ khóa rồi thì cái mà đó chỉ là điều kiện cần. Trong SEO thì chúng ta nên lưu ý nó gồm hai phần, đó là điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là những cái mà bạn làm được, tớ cũng có thể làm được. Ví dụ như bạn viết content như thế nào, tối ưu hóa on page, các H1, H2, các thẻ meta, header, title, description đấy. Thì bạn làm được, mình cũng làm được, đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là bao gồm những cái ở bên ngoài. Ví dụ như là bạn chia sẻ ở các diễn đàn, các cái forum, bạn đi xây dựng những cái liên kết chất lượng về website của bạn. Thì đấy là điều kiện đủ. Thế thì cái việc bạn nghiên cứu từ khóa nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong đấy thôi. Đấy. Thì ở đây mình sẽ gửi cho nên cái này. Nếu mà bạn Bùi Giãn Quang mà còn đang xem ấy. Để xem mình có tag không. Hình như ở trong fanpage nó không cho tag. Bùi Giãn. Đây. Mình xin tag bạn Bùi Giãn Quang và mình gửi cho bạn một cái đường link đó. Nếu bạn nào mà đang xem mà quan tâm câu hỏi của bạn đấy thì có thể vào kéo xuống phần phần số 3 về quy trình SEO. Thì cái này thì mình cũng nói rất là nhiều rồi. Thì trong quy trình SEO gồm hai điều kiện. Nhưng cái việc bạn nói à, bạn biết nhóm từ khóa. Nếu bạn xem bạn mà tham gia hangout bữa trước ấy thì ở đây có trong cái video livestream hangout đó mình có nói một cái buổi là về nhóm từ khóa. Đấy. Đây này, cái bạn có thể xem giúp mình cái video livestream ngày mùng 4 tháng 8 năm 2019 ở trong cái SEO Beginner Community ấy, thì ở SEO NAT ở Community của .nat.vn thì trong đó thì có một cái này đây mình tag đây. Đây là một cái video mà hangout, có nghĩa là gì? Là video đấy mình nói chuyện với các bạn khác, các bạn đặt câu hỏi thì nó khá là hay thì bạn nên tham khảo cái đó. Còn quay trở lại câu hỏi của bạn. Cái việc mà bạn hỏi mình nó chỉ là về nhóm từ khóa, nó chỉ là một phần trong cái việc chúng ta nghiên cứu về SEO thôi. Đấy, cố gắng là tìm hiểu nhiều hơn về từ khóa và cái việc nhóm từ khóa và nên biết nó cũng cực kỳ quan trọng. Đấy, nhưng mà đấy nó chỉ là một cái mà gọi là trong chiến lược thôi. Ở Việt Nam mình thì có nhiều bạn trong mỗi khóa học mình cũng nói hỏi là à, em làm marketing cho công ty nọ, công ty kia. Ở đây mình không phải nói xấu mà mình chỉ là trao đổi thôi. Thì bạn ấy nói là à, em có chiến lược như này, chiến thuật như này. Nhưng khi mình hỏi thế nào là chiến lược, chiến thuật là cái gì, ở trong Upwork, ở trong Facebook marketing cái gì đó thì mình không chuyên, mình không biết. Nhưng mà Facebook thì mình không không tập trung. Nhưng nếu nói về SEO, về SEO thì mình phân biệt rất rõ được cho các bạn thế nào là chiến lược, thế nào là chiến thuật. Chiến lược ở đây là gì?
Và chiến thuật ở đây là gì? Chiến lược là gì? Chiến lược là cái mà chúng ta vẽ ra cái kế hoạch, cái gọi là cái con đường chúng ta đi. Hoặc giống như nếu trong một xây dựng một cái nhà thì đó là những cái người kiến trúc sư, người thiết kế nội thất, họ là người đưa ra một cái cấu trúc, người ta vẽ trên bản vẽ lý thuyết trên trên giấy để cho các bạn. Còn chiến thuật là gì? Chiến thuật là tùy theo cái thời điểm các bạn xây dựng theo mùa, hoặc là các bạn có thể tùy thuộc vào tài chính của các bạn, tùy thuộc vào công ty các bạn, thì có nhiều tiền thì các bạn có thể thiết kế nội thất đẹp hay chất liệu thứ, thì đấy gọi là chiến thuật. Chiến lược là cái chúng ta vạch ra định lượng chúng ta làm, còn chiến thuật là cái mà trong cái lúc mà chúng ta thực tế chúng ta làm đến bước nào đấy, thì đấy là cái mà mình trao đổi đấy. Còn các bạn mà không có câu hỏi thì đây ở trên tường bạn Cường Hoàng chạy Ademot có khó không anh? Ademot hay là Upwork? Amot là của thằng chơi quảng cáo Google, cái đấy thì mình không chơi, nghĩa là một cái app của trên Google Play đúng không? Ngồi với anh song size nước ngoài nên X2 view mà vẫn phải bỏ để đầu tư size mới anh ạ. Thực ra thì cái size của Thư đấy là cái size vệ tinh, thực ra thì hoặc là một cái size không tập trung thì nó là một cái size, sau làm vệ tinh thì đều ok mà. Đấy. Còn cứ làm đi, sau rồi anh em mình trao đổi chắc phải 2 tháng nữa thì cái hệ thống bên nước ngoài nó mới ổn ổn, thì lúc đó anh em mình exchange có nghĩa là trao đổi các post cái thứ đều được đấy. Còn hiện tại bây giờ bên mình đang setup đang làm. Đấy là câu hỏi của anh Bùi Doãn Quang, câu hỏi thì cũng không phải, nó cũng khá là chung chung đấy. Tiếp tới ở đây thì có một cái bạn sau cái buổi học hôm thứ sáu vừa rồi thì mình dạy một cái khóa Semester K3536, thì có một bạn bạn hỏi là gì, có nên redirect 301 tất cả những cái link lỗi 404 về trang chủ hay không. Cái này cực kỳ quan trọng. Cái câu hỏi này thì bởi vì thực tế là bạn này cũng có rất nhiều bạn hỏi, nhưng hôm nay mình cũng trả lời, bởi vì trong cái buổi hôm đó là mình là việc là lựa chọn những tên miền cũ hết hạn như thế nào, mua tên miền cũ đã có backlink chất lượng như thế nào, với là cách lựa chọn site vệ tinh đó. Thì cái cách lựa chọn tên miền như thế nào thì mình sẽ để một cái video lần sau, nếu bạn nào quan tâm mình sẽ trả lời. Còn video lần này thì mình đang trả lời cái vấn đề là gì, có nên redirect 301 tất cả những cái link lỗi 404 về trang chủ hay không. Thì ở đây mình xin trả lời như này, bên ông John Muller của Google ấy cũng confirm lại, nếu bạn nào mà lên Twitter của mình thì ông cũng có confirm lại rằng là gì, thực tế thì những cái trang lỗi 404 nếu các bạn mà redirect tất cả nó về trang chủ thì nó gây cho hiểu nhầm cho người dùng. Có nghĩa là gì? Tôi có một bài viết cũ đấy, ở đây chúng ta không nói tên miền cũ hết hạn hay tên miền mới, giả sử trên trang trên hồng thủy.com của tôi có viết một cái bài, thế nhưng vô hình chung cái bài đó tôi xóa đi đúng không nhỉ, thế tôi lại redirect về trang chủ, nhưng mà cái bài đó nó có một cái liên kết từ một diễn đàn người ta đang trao đổi là rằng là gì, à ông Thủy ông ấy hang out, ông ấy livestream vào 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần như này, thì khi các bạn click vào đó nó lại redirect tự nhiên chạy về trang chủ, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến người dùng, cũng nó gây 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 gây, gây nhầm lẫn đối với người dùng. Đấy là ông Zoom nào trả lời như thế. Còn cái mà giải pháp tốt nhất là gì, và Google cũng nói là mỗi một trang, có nghĩa là mỗi một cái tên miền, mỗi website thì nên có một trang lỗi 404. Trang lỗi 404 là gì, nó là một trong những yếu tố xếp hạng, và Google nói là gì, khi có một con bot nó chạy từ nơi khác về một cái liên kết gãy, có nghĩa là một cái link nó không tồn tại hay một cái bài viết không tồn tại trên website của bạn, thì nên có một cái trang báo lỗi 404 chung. Và trang báo lỗi 404 các bạn hiểu rằng nghĩa là gì, bất kể bot của Google nó truy cập vào hay bot của một công cụ nào đó, thì khi mà nó gửi một cái tín hiệu đến một cái đường link hay gọi là HTTPS, nó ping một cái đến cái đường link đó, thì cái server hosting của các bạn nó sẽ phản hồi lại rằng là gì, đây là trang lỗi 404, 404 nghĩa là không tồn tại đấy. Thế thì việc đầu tiên mình trả lời câu hỏi đó là gì, không nên redirect tất cả những cái trang 404 về trang chủ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ trả lời ở đây thêm là gì, thế nào là, như vậy mình nói là 404 là gì, là những cái trang không tồn tại hoặc là bot Google nó truy cập vào mà nó được có phản hồi của server máy chủ là không tồn tại 404. Đấy là trang 404. Thế vậy redirect 301 nghĩa là gì, redirect 301 có nghĩa là chuyển hướng hoàn toàn. Chuyển hướng hoàn toàn nghĩa là gì, là tôi chuyển từ một liên kết này về một liên kết khác. Nếu bạn nào đã từng học khóa SEO của mình thì có những rất nhiều chiến lược mình có thể chuyển một cái website đang top sang một website khác đấy. Mình có những chiến lược là mua tên miền dùng từ khóa để SEO lên top rồi sau đó thế cái tên miền đó bằng một tên miền thương hiệu, hoặc là tôi đang có một cái website đang top rồi hoặc có những cái bài viết lên top rồi, tôi chuyển hướng từ cái website đó về website khác
đấy, hoặc là các bạn đang làm dịch vụ sale, cái tỷ lệ rủi ro nó cao, thì ngoài việc xây dựng site chính ra thì bạn có những site vệ tinh thì lợi thế chọn những cái mềm dùng được khóa, những cái mềm cũ hết hạn người ta có bánh nhanh trở về rồi mình xây dựng ra đó. Sau đó thì trường hợp mà site chính nó không lên tốt, các bạn có thể chuyển cả cái site vệ tinh đó về thành một cái folder hay thành một cái bài viết ở trên site chính, và tự nhiên cái site chính nó tốt luôn, đúng không ạ? Thì đấy là một trong chiến lược. Thì JDK 301 cũng là chuyển hướng hoàn toàn đấy. JDK 302, 308, 302 thường các bạn nhìn thấy JDK 302 nghĩa là chuyển hướng tạm thời. Chuyển hướng tạm thời nó chỉ nói là à ta chuyển từ thằng này sang thằng này thôi. Còn chuyển hướng 301 có nghĩa là gì? Là chuyển hướng tất cả những cái nguồn traffic, những cái mà thuật toán vết danh chấm điểm cho Google. Ví dụ như tôi có một cái link trangocthuy.com gạch chéo là từ khóa 1, có nghĩa là đường link từ khóa 1 gạch chéo từ khóa 1. Tôi lại viết thành một bài là từ khóa 2, thì vô hình chung nếu tôi sử dụng JDK 301 từ cái đường link từ khóa 1 sang đường link từ khóa 2, thì bản chất là Google nó hiểu rằng là tất cả các cái traffic này, người dùng này, cái giá trị page rank, những cái liên kết mà nó chấm điểm cho cái bài từ khóa 1 thì nó sẽ chuyển sang bài cho bài từ khóa 2. Đấy, đấy là cái chuyển hướng hoàn toàn. Còn chuyển hướng JDK 302 cũng là tạm thời, có nghĩa tôi chỉ chuyển hướng tạm thời thôi, còn cái link kia vẫn tốt. Hoặc là ví dụ như này, nếu các bạn nào mà vừa rồi đang tham gia khóa học SEO của bên mình mà để ý, thì mình có một cái site gọi là sellbeginner.com để mình thực hành cho các bạn học viên. Thì là gì? Mình có cái tên miền là mình khóa học SEO.vn. Giả sử bây giờ các bạn ở đây các bạn chẳng hạn, thì khi mà các bạn chuyển thì đôi khi nó sẽ bị chênh lệch. Nhưng mà các bạn mà ra Google các bạn search impression là gì? Đấy. Thì khi các bạn search impression là gì, thì nếu bạn nào mà đã ở đây mình đang nói là gì, mình có thể chuyển hướng hoàn toàn cả một cái website khác sang một website, hoặc mình chuyển hướng tạm thời ở chuyển hướng một vài website. Các bạn nếu mà các bạn đang xem màn hình hoặc các bạn ra Google các bạn search là impression là gì, thì cái trang khóa học SEO mình mới mua thôi, mình còn chưa làm SEO gì, nhưng mà cái bài viết impression là gì, phân biệt impression trong SEO và quảng cáo, thì nó đang tốt với ở cái trang là ở sellbeginner.com, thì mình chuyển hướng hoàn toàn nó sang. Thì ở đây các bạn lưu ý rằng đây là một trong những cái thủ thuật để mà các bạn chuyển hướng JDK 301, và nó sẽ giúp cho cái bài viết của bạn đang nhiên ở website kia đang tốt, tự nhiên đang tốt thì sang bên này đang tốt. Bạn có thể gom nhiều website lại để thành một website, và bạn cũng có thể là gì, tách một website ra thành nhiều website. Đấy, đây là một cái chiến lược khá là hay. Nhưng nó nếu như các bạn mà quay trở lại, các bạn mà JDK tất cả về trang chủ thì cái tỷ lệ rủi ro nó rất là bị phạt. Tôi có một bạn học viên như thế này, thì bạn ấy không cố tình mà bạn ấy JDK nhầm. Thì tôi bảo là tất cả những học viên của tôi ấy, những ông nào mà muốn chuyển từ tên miền A sang tên miền B trong lúc học thì tôi có nói rồi, nhưng để chắc chắn thì khi đó thì viết những cái tiêu chí ra, sau đó gửi cho tôi sẽ support cho chi tiết từng dự án để tránh bị tụt. Thì có một bạn học viên bạn ấy làm mà em test thử sao vệ tinh, thế vô hình chung bạn ấy dùng cái file JDK 301 ở trong cái file HTXS ấy. Nếu bạn nào mà biết về code thì chỉ biết một chút là về HTXS hoặc là Engine, Engine như thì nó cũng có. Thì thường ở Việt Nam mình dùng Cpanel, dùng Direct Admin thì nó có một cái file HTXS. File HTXS thì nó chuyển là trong đó, hoặc như bạn nào dùng WordPress nó chuyển hướng hoàn toàn. Thế thì vô hình chung bạn ấy cài nhầm, ở trên mạng chia sẻ là cái JDK 301 từ tên miền nào sang tên miền kia, thế vô hình chung chuyển nhầm. Thế tất cả những cái link ở các bài viết ở cái tên miền cũ sang tên miền mới nó chạy hết về trang chủ. Thế vô hình chung là tất cả những link đó về trang chủ và những cái bài kia bị mất index trên Google. Và sau rồi thì mỗi cái trang chủ bị được tốt. Đấy, thế về sau thì còn bị phạt. Bị phạt nó là gì? Chuyển hướng né nút. Chuyển hướng né nút nghĩa là gì? Ở một trong những cái tác vụ thủ công của Google đó là bạn chuyển hướng né nút. Như cách tôi đang làm ấy, thì các bạn lưu ý là nếu như các bạn chuyển toàn website thì không sao, nhưng các bạn chỉ chuyển một vài link thì rất dễ bị Google nó phạt. Nó gọi là chuyển hướng né nút. Là gì? À tôi tốt nên rồi. Hoặc là bạn nào đã từng biết là các website mà ở Việt Nam hay bị hack ấy, ngày xưa bị hack, thì khi bị hack thì thường như này, bất kể người dùng nào truy cập từ Google vào thì nó tự động redirect sang một website khác mà của bên hacker, người ta chơi affiliate hay chơi quảng cáo gì đó. Còn nếu mà bạn đã vào rồi, mà bạn vào từ Google rồi, bạn vào website, bạn gõ website người ta thì nó rất là tự nhiên. Thì đấy là một trong những cách chuyển hướng né nút. Và lúc đó thì không những cái website được redirect đến bị phạt, mà chính bản thân cái ông redirect đấy bị phạt trước. Đấy, nếu bạn nào đã từng gặp rồi thì thấy cái mình nói nó rất là đúng. Và cái này thì nó, và cũng thế thì dựa vào đây chúng ta hiểu một điều là gì, cái gì Google nó dùng để chấm điểm cho người ta thì cũng dùng chính cái đó để phạt các bạn. Nghĩa là gì? Có một cái chiến lược xây dựng site vệ tinh hoặc là mua để những cái dự án bất động sản như tôi mới nói, chúng ta có thể JDK 301 rất là nhiều link trở về nơi khác. Tôi có làm một cái site về về ở trong ca đang học bây giờ, tôi có thực hành một cái site mà cũng khá từ khóa nó cũng khá là cạnh tranh về affiliate ở thế giới ở tiếng Anh,
Đấy, tôi cũng dùng chiến lược như thế thì bây giờ nó cũng có một cái tính tích cực đó, nhưng tôi direct không phải direct toàn bộ mà tôi sẽ cài ở trong UpGrad ấy. Nếu bạn là dùng UpGrad hoặc dùng file HTSS ấy, nó có một cái file gọi là chuyển hướng 301 đấy, HTSS, thì các bạn chuyển hướng rất là, nếu các bạn chuyển hướng tốt chứ đừng có cái nào cũng direct về trang chủ là rất là dễ bị phạt. Nhưng các bạn chuyển về lúc thì tôi chuyển về direct về cái bài viết A, lúc tôi chuyển về viết B, lúc tôi chuyển về C, lúc về trang chủ thì cái đấy nó rất là tốt. Thì cái direct 301 nó là một cái link to follow thì nó sẽ có gì, nó hướng bot Google. Nếu mà cái tên miền cũ nó có link trở về rồi mà các bạn thì giả sử tôi có tên miền A, tôi trỏ về trầnngọcthùy.com thì khi đó tên miền A đó tôi direct về trang Trần Ngọc Thùy thì cái tên miền A đó nó có những liên kết do follow chấm điểm cho tên miền A thì đồng nghĩa nó chấm điểm cho trang Trần Ngọc Thùy.com, thì bản chất là cái đấy là chấm điểm hoàn toàn, thì trang Trần Ngọc Thùy chấm như vậy thì được hưởng cái liên kết đấy thì nó được hưởng. Nhưng đồng nghĩa rằng nếu tên miền A mà bị những cái liên kết mà chọn tên miền A đấy mà tên miền A bị phạt mà tên miền A đó lại direct về 301 của Trần Ngọc Thùy thì trang Trần Ngọc Thùy.com cũng bị phạt. Thì đây là một trong những chiến lược gọi là năm ăn năm thua đối với những cái bạn học viên của mình mà làm SEO về bất động sản hoặc những lĩnh vực mà chơi nhanh. Thì mình nên đều dạy với mỗi một bạn học viên đều có những chiến lược mình support cho bạn ấy riêng. Đối với một cái dự án bình thường các bạn làm phân tích kế hoạch ra, lập plan, lập kế hoạch SEO ra mất khoảng 60 triệu. Mình nói nếu lập mất 60 triệu mà bây giờ ấy, 60 triệu đó mà phải SEO trong 4 đến 6 tháng mới lên tốt. Thế nhưng dự án bất động sản thì có 2 đến 3 tháng. Thế vậy bắt buộc phải chơi những cái trò năm ăn năm thua. Đấy. Thì đấy là mình trả lời, nói câu trả lời hơi vòng vo, nói lúc đầu nó chỉ bạn ấy chỉ hỏi là có nên giết không thì mình trả lời là không, còn cái chuyện mà xác định năm ăn năm thua đấy là bình thường, đúng không nhỉ? Đấy thì đấy là cái mà các bạn nên nên lưu ý, mình nói thêm chia sẻ thêm cái kiến thức cho mọi người thôi. Ok, chào bạn Phan Tuấn Vũ. Các bạn có câu hỏi thì cứ comment vào trong cái livestream Hangout ở trên trang, ở trên fanpage đấy. Sau đó thì nếu bạn nào mà muốn muốn tải cái video này về thì bên mình có một cái viết một cái phần mềm gọi là, không biết là các bạn hôm nay đã chuyển chưa. Đó. Đây. Bên mình có một cái này. Các bạn có thể tải video, nếu bạn nào sử dụng ủng hộ thì các bạn mình có comment ấy. Ok, chào Vi Chiến Thắng, lâu lắm mới gặp. Thì bên mình có viết một cái ứng dụng, cái tool nhỏ nhỏ. Thực ra thì mình cần cái gì thì mình viết cái đó, giống như cái bitly.com hoặc là bitly.vn, mình cần mình viết ra thôi. Đấy thì cái này bên mình cũng là một cái ứng dụng bên mình viết ra để bên mình tải những cái video từ YouTube hoặc những cái video Hangout live stream như thế này này, như live stream thì mình có thể tải về xong mình up lên để tránh trường hợp như những cái profile cá nhân cũ của mình bị mất. Nếu mà các bạn mà nghe thấy thì có thể cho một cái chia sẻ hoặc các bạn có thể like. Bạn nào mà cần quan tâm cả câu hỏi về SEO bất kể gì các bạn đừng quan tâm hỏi nó khó hay dễ. Đấy, hỏi cơ bản cũng được, hỏi gì mình đều trao đổi, kể hỏi càng khó thì càng tốt. Tiếp tới có một câu hỏi nữa như thế này. Anh Thùy ơi, cái trang của em tự nhiên nó mất HTTPS. Thì vừa rồi các bạn lưu ý là gì, ở trên trình duyệt Chrome nếu website của các bạn là HTTPS đấy, W đây, các bạn có thể vào, các bạn có thể thấy là ở trong trên trình duyệt Chrome vừa rồi Google mới cập nhật đấy. Các bạn lưu ý như này, vừa rồi ở trên website của tôi là có W ấy. Nhưng mà bây giờ thì Google Chrome họ bỏ hết cái www đằng trước rồi. Đấy, khi mà website các bạn là cài abc.www.trangngocthuy.com thì bây giờ khi mà hiển thị trên trình duyệt của Chrome nó sẽ bỏ cái W đi. Nhưng các bạn không cần quá quan trọng cái vấn đề đó thì các bạn phải lưu ý là cái quan trọng là cái canonical nó là cái gì. Kể cả các bạn có direct từ có W không có W hay không, website của bạn là một cái website thì nó thường có bốn trường hợp là HTTP có W và không có W, trường hợp HTTPS có W và không có W, nó là bốn trường hợp. Thế thì vậy bốn trường hợp đó thì các bạn lưu ý là gì? Các bạn dùng trường hợp nào cũng được, nhưng vấn đề đầu tiên ở đây các bạn lưu ý HTTPS nó là một yếu tố xếp hạng, HTTPSN nó là một yếu tố xếp hạng. Thế thì mình khuyên các bạn nên có HTTPS. Trường hợp các bạn mở website ra nhưng không có HTTPS, nhưng quan trọng là có thể các bạn thiếu canonical, nhưng cái redirect 301 của các bạn mà một là các bạn có thể redirect 301 về, hai là các bạn có canonical thì Google nó có canonical như thế này. Thì bạn bạn Dậu là học viên mà đang xem livestream hoặc là sau này bạn xem livestream ở đây là cái phút thứ 25 thì lưu ý là gì, anh cũng đã nói rồi, kể cả website của bạn có mở ra
Nếu bạn nào có nhớ mà trong cái site mà mình thực hành cái demo cái site uy-tín-sức-khỏe.vn cách đây nó phải 3 4 năm nay rồi mình vẫn để đấy, mình không thích 301, còn uy-tín-sức-khỏe.com thì nó khác. Thì mình luôn luôn để một cái để lấy demo cho học viên. Nghĩa là gì? Các bạn gõ HTTP thì vẫn vào bình thường, HTTPS thì vẫn vào bình thường, đều vào bình thường. Nhưng khi các bạn bấm căn chu u ra, các bạn mở canonical ra thì nó đều là HTTPS. Thì cái đấy thì Google nó xác định sử dụng canonical, nó là xác định là nội dung đâu là độc nhất ở trên đó. Nghĩa là cái nội dung nào nội dung ưu tiên index trên Google thì có W không có W đều ok. Đấy. Bạn Phan Tuấn Vũ ơi, cái nick kia của mình thì hiện tại là mình chưa lấy về được, mình chỉ lấy được một nick thôi. Còn nick kia thì đối thủ chơi xấu, họ report thì cũng mất mấy nick của bên mình. Thì mình cũng rất tiếc là trong vòng mấy năm vừa qua mình livestream nó mất toàn bộ cái video đó. Thì mình cũng đang cố gắng mình lấy lại cái đó, mình cũng up chứng minh thư lên rồi. Nhưng Facebook nó có một cơ chế đó là auto. Khi mình up một cái ảnh lên thì là cái tên miền đó, ở cái tài khoản đó là không có dấu. Còn tài khoản của mình có dấu thì mình đã lấy về được. Đấy, thì bên mình thì fanpage mình có rất là nhiều tài khoản Facebook, tránh bị trường hợp bị mất fanpage nên là mình luôn luôn có những cái tài khoản dự phòng để mình áp vào fanpage, và cái tài khoản đó thì hầu như cũng không ai biết, thì chỉ có một một vài người mà trong nhân viên của công ty mình hoặc là người thực sự là mình tin tưởng mình mới áp vào, thì cái tài khoản đó thì không ai biết nó là nick nào. Còn cái chuyện nó mất thì nó cũng rất là tiếc, thì mình sẽ chuyển sang mình livestream ở fanpage là một, và mình có chuyển sang Hangout ở trên Google. Đấy, nếu bạn nào mà hiện tại ở đây, lưu ý như này, nếu bạn nào mà đang xem livestream ở đây, thực ra thì Hangout ở Việt Nam mình chưa quen, chỉ có những bạn học viên mình dạy thì có thể ấy được. Bạn nào đang xem livestream này mà các bạn có thể chia sẻ, các bạn nào mà muốn quan tâm, muốn trả lời trực tiếp, có nghĩa là các bạn muốn nói chuyện trực tiếp với mình thì các bạn có cần nick vào cái comment thì các bạn có thể hỏi đáp với mình trực tuyến được luôn, có nghĩa là mọi người ở trong ngoài đều có thể nói chuyện được với nhau. Thay vì livestream thì nó chỉ là một chiều, nhưng các bạn Hangout có thể 2 chiều tương tác được với mình. Đấy, không biết Cường còn đang tham gia không thì em có thể vào anh em mình trao đổi, và các bạn đều có thể tham gia trao đổi cùng với mình được. Đấy, ở đây mình comment luôn ở đây đó, bạn nào mà muốn tham gia Hangout thì có thể click vào cái đường link đó, chúng ta tham gia Hangout. Bởi vì mỗi một cái video livestream này thì chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi đó. Bạn nào có thể cài thông Twitter, mình cũng có một cái Twitter ở đây. Twitter là ở trần ngọc thùy com, trên này mình có chia sẻ những kiến thức đây. Khi mà nói thì mình cũng tìm lại để cho các bạn thấy là tại sao mà 404 không đến direct về 01. Thực tế thì quên, hôm nay mình cũng không chia sẻ Zalo nên là chắc các bạn không biết. Ở bên mình thì để nó tránh bị rủi ro nên mình cũng rồi, trên này thì lại không không tương tác được, chán quá, thôi bỏ qua fanpage. Rồi khi mà mình livestream xong mình sẽ up video, mình sẽ post lên trên cái cell community.nat.vn, các bạn có câu hỏi có thể vào đây trao đổi cũng được. Em là Phan Tuấn Vũ, em vừa hỏi anh đúng không? Ok, Phan Hoài Nam. Phan Tuấn Vũ, đây em có thể vào Hangout với anh được, có phải em là người ở Hangout phải livestream không? Rồi ok, sao nói nhiều thế này. Đây đây anh Trần này của em nghe rõ không Nam ơi? Nam em bật mic được không? Cách tạo cái Google Suggest ở trên Google ấy, khi là gì, khi chúng ta gõ một từ khóa A chúng ta sẽ tạo ra những cái Suggest. Thực ra đây như này, cái Suggest đó hay người ta gọi là Google Trend, thường là dựa vào cái ở đây chúng ta sẽ có 2 phần, một phần là do chúng ta tự tạo, chúng ta dùng phần mềm, chúng ta nhờ bạn bè, thì cái đó nó chỉ là được có một cái lượng ít là thôi, đúng nhỉ, nó chỉ có một cái. Em chào anh Hải Lê ạ. Lâu lắm rồi mới gặp anh khỏe không ạ? Anh khỏe đang cảm ơn, hôm nay tự nhiên vào rồi. Em mới lấy lại được cái nick Facebook kia thôi ạ. Ở đây em trao đổi nốt cái câu hỏi của bạn Văn Tuấn, đó là tạo cái Google Suggest ấy.
Thực ra thì khi chúng ta tạo tài khoản, để em chia sẻ, khi chúng ta tạo tài khoản Google Suggest, chúng ta tạo để Google Suggest thì bản thân nó là gì, nó sẽ có hai cách. Một, chúng ta sử dụng những cái phần mềm chúng ta nhờ nhau chúng ta tạo đấy, thì đấy là những cái chỉ dành cho những cái dự án nó nhỏ với lượt search nó ít thì chúng ta có thể làm được. Nhưng đối với những cái dự án mà cái lượt search nó nhiều thì rất là khó. Ví dụ như bây giờ bạn tạo một cái từ là giả sử đào tạo SEO ABC, đào tạo SEO sau đó là Trần Ngọc Thùy.com, hay đào tạo SEO Trần Ngọc Thùy, hay đào tạo SEO Manager đấy, thì nó rất là dễ. Cái này thì nó phải tùy thuộc cái lượng search là bao nhiêu. Lượng search ở đây thì ví dụ như các bạn nhìn thấy này, ví dụ như từ đào tạo SEO chẳng hạn, bây giờ từ đào tạo SEO nếu các bạn dùng cái keyword và banner thì Google nó không xác ghét, có nghĩa là từ đào ấy nó bị làm một trong những từ tìm kiếm có kiểm duyệt nên nó sẽ không không có cái lượt search. Nhưng mà ví dụ như từ khóa học SEO chẳng hạn, bạn tạo ra khóa học SEO nát, khóa học SEO Trần Ngọc Thùy chẳng hạn, thì cái lượng search đó nó có. Thì giả sử như lượng search đó một tháng trung bình là khoảng, một tháng là trung bình khoảng 4.000, thì các bạn lấy 4.000 các bạn chia cho 10, chia cho 30 ngày thì thực ra một ngày nó chỉ khoảng hơn 100. Thì các bạn chỉ cần đăng status lên, hoặc các bạn tạo ra group, hoặc là bạn Phan Tuấn Vũ có thể vào cái group free traffic, các bạn có thể vào làm để cho nhờ người ta có thể hỗ trợ. Cái đấy thì chỉ cần 100 người thì rất là dễ. Cái đấy thì những cái từ khóa ngắn thì các bạn có thể dùng dùng cái nhờ người nọ người kia tạo được. Còn đối với những từ khóa nó đến hàng vài trăm nghìn, vài chục nghìn lượt search thì rất khó để tạo sắc hết. Cái chuyện này nó rất là khó. Đấy, ví dụ như bây giờ bạn chỉ cần, ví dụ những cái từ mà Sơn Tùng MTP một cái bài hát gì mới, nếu mà giả sử các bạn bảo tạo 100-200 người nó rất là khó. Thế vậy đối với những cái dự án mà để tạo ra sắc hết ra nhiều, tạo thương hiệu brand được như thế, thì một thì người ta có những cái hệ thống, có những đơn vị nó có cả nghìn cái điện thoại, có 600, ở Việt Nam mình biết có một đơn vị nó khoảng gần 600 cái điện thoại nó chuyên cày view, hoặc là thuê bên thuê điện thoại ở bên 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 Trung Quốc, thì khi đó họ tạo ra một lượt search rất là nhiều với một cái từ khóa nào đó. Và ngày xưa thì có thể, ở đây mình cũng nghe mong manh bạn nó kể là có thể là dự án thời gian đầu của Sơn Tùng cũng thuê bên nước ngoài, bên 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 Trung Quốc họ, đây là mình nghe thôi chứ mình không chắc chắn, thì là thuê đơn vị bên đó họ tạo ra những cái sắc ghét. Sắc ghét ở đây không phải chỉ ở trên website, ở trên Google search, mà cả trên YouTube, cả cả thứ nữa. Thì cái mà đối với những dự án lớn nhiều lượt search thì chỉ có bằng cách là gì, chúng ta viết ra những cái bài PR, chúng ta viết thuê những cái cây người nổi tiếng ở trên Facebook, trên Twitter ở Việt Nam thì thường là mạng xã hội là Facebook, thì nhờ người ta có thể nói những thông tin như vậy, thì khi đó cái lượng thông tin nó dữ liệu về một cái từ khóa là nhiều, hoặc là tạo ra hashtag nhiều trên internet, thì khi đó thằng Google nó nhận diện ra được rằng à, thứ nhất là gì, trên website nhiều trang báo nói về cái thông tin về một cái như thế này. Ví dụ như bây giờ một cái nhãn mỹ phẩm ABC nào đó để tạo, muốn tạo sắc ghét chẳng hạn, thì đầu tiên là nó phải tên mỹ phẩm đó, nó phải tạo ra có một lượng trên internet đủ lớn, nghĩa là gì, có nhiều bài báo, nhiều blog, nhiều mạng xã hội nói về nó. Tiếp tới là có nhiều người ta search với từ khóa đó, thì đấy là cái cách mà bạn Phan Tuấn Vũ có thể dùng để làm. Nhưng mà đấy là chỉ dành cho những cái thương hiệu nó lớn với lượng search mà chúng ta tạo ra nhiều. Chứ còn ví dụ như bây giờ bạn thấy là một từ mỹ phẩm chẳng hạn, mỹ phẩm ABC, từ mỹ phẩm thì nó có rất là nhiều người search. Đấy, thế nếu mà tạo ra mỹ phẩm Ohui thì đến là thương hiệu nó cả mấy năm rồi, cả chục năm, 20 năm nay rồi của LG, thì có người ta tìm, người ta có thể tìm kiếm được. Nhưng bây giờ bạn tạo ra một mỹ phẩm là Thùy chẳng hạn, mỹ phẩm Thùy, thì cái việc đấy nó rất là khó, bởi vì cái lượng người search nó không thể nào mà cân bằng lại được. Thế khi đó thì chúng ta chỉ tạo ra một lượng lượng viral trên internet, nhiều người có thể nói về chúng ta. Đấy. Ok, các bạn có câu hỏi thì có thể là comment ở trên cái tường của mình cũng được, hoặc comment vào trong cái fanpage. Mọi người thì chưa quen cái việc việc dùng Google Hangout, nhưng mà các bạn thấy là kể cả ông John Muller của Google luôn luôn trả lời người ta, những người SEO, những webmaster của Google thông qua cái Google Hangout nó khá là hay. Để bên mình cũng đang dạy SEO về như vậy. Này. Ok, các bạn có câu hỏi thì cứ comment vào trong cái fanpage, trong cái livestream. Nếu mà bạn không có câu hỏi có thể chia sẻ video này giúp mình. Đây cũng là video lần đầu nên là khả năng nhiều người biết tới. Và như các bạn cứ nhớ là 21 giờ hàng tuần, tối chủ nhật hàng tuần, mình đều có livestream ở trên fanpage để cho mọi người có thể là trao đổi. Trong mỗi tuần các bạn làm việc, làm sale mà có khó khăn gì chúng ta có thể hỏi đáp nhau. Đấy. Thực tế thì không phải chỉ làm sale ở Việt Nam mà kể cả nước ngoài, mình cũng tư vấn cho những đơn vị làm sale cũng khá là ok. Đấy. Hiện tại thì hôm nay có bạn hỏi là cái khóa học SEO trong Manager trong Sài Gòn thì bên mình không có khóa offline. Từ 20 từ năm 2019 này thì mình đã dừng hẳn và mình chuyển sang dạy online và Google Hangout. Nghĩa là các bạn cũng đang nhìn thấy mình và mình cũng nhìn thấy các bạn, dành cho những bạn học viên ở xa. Đấy. Thực ra thì hôm nay năm mới nên là các bạn cũng
ít người gặp câu hỏi, nhưng mà các bạn có câu hỏi các bạn có thể trả lời. Tiếp tới thì mình sẽ đến một câu hỏi ở trong này. Có một cái bạn Ngô My, bạn Ngô My bạn nó hỏi là gì? Làm sao để tăng các chỉ số DAPA? Cái chỉ số DAPA thì mình cũng nói rất nhiều và lưu ý rằng DAPA là các chỉ số của bên mod.com, ngày xưa gọi là selmod.org, bây giờ họ đổi thành mod.com. Và nhớ rằng Google chỉ nói một câu như này: không có một phần mềm bên thứ ba nào có thể biết rằng website của bạn có bị Google phạt hay không, chỉ có bạn là một và Google, bạn là chủ website, bạn ta cầm tài khoản search console thì Google có thể biết, là bạn có thể biết vào Google. Thì đấy là cách thứ nhất. Thứ hai, bạn muốn biết để làm tăng được các chỉ số DAP, DF, TF, CF, DR, UR thì các chỉ số đó thì các bạn phải hiểu rằng như này, tất cả những chỉ số đó thì 80% trọng số điểm nó dựa vào liên kết từ nơi này trở về nơi kia. Thì có nghĩa là để tăng DAPA thì các bạn chỉ có tăng cái liên kết từ nơi khác trở về sai của bạn. Ở đây thì nó có hai cách, một cách gọi là fake. Fake nghĩa là gì? Chúng ta tăng chỉ số DAPA nhưng Google không chấm điểm. Nghĩa là gì? Các bạn nhìn thấy có những đơn vị nó có những cái link rút gọn từ những hình ảnh của Google về, hoặc các bạn search Google ấy thì lúc đó thì nó sẽ có nhiều cái link từ Google về. Các bạn kiểm tra có một vài backlink của đơn vị nó có Google về. Thế thì khi đó thì thằng AHZ, thằng mod nó nhớ chấm điểm, nhưng thằng Google lại không chấm điểm. Nhưng cái chỉ số đó thì DA, DR nó rất là cao. Nhưng cái đó thì nó gọi là, mình thường hay gọi là fake. Các chỉ số DAPA nếu như những sai vệ tinh bên mình, những thứ mình chặn hết. Có nghĩa là gì? Mình có một cái liên kết từ trang đào tạo SEO.vn về một trang A, từ trang nội về trang kia, từ site vệ tinh về site chính của bên mình, thì bên mình hầu như bên mình chặn hết. Và chặn như thế thì đối thủ cũng không check ra được, thì họ lên cái kế hoạch SEO để đuổi theo bên mình cũng rất là fail. Đấy. Hoặc là như thế này. Đôi khi các chỉ số DA mình đây. Các bạn thấy giả sử như các chỉ số DA, cái này hình như phải tạo tài khoản chẳng hạn. Đấy. Ví dụ như là bitly.vn. Đấy. Thì các bạn có thể lấy các cái chỉ số ở đây thì các bạn phải tạo tài khoản ở bên máy tính của bên mình để mình đăng nhập vào tài khoản của mình. Đó. Thực ra thì mod bây giờ nó cũng kém hiệu quả hơn ngày xưa rồi. Mod thì bây giờ không thể bằng 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 các công cụ khác. Đấy. Thế nhưng mà ví dụ như chúng ta mà mod cũng là một trong những cái tính năng nó có khá là ok. Đấy, ví dụ như các bạn có thể kiểm tra. Nếu các bạn mà dùng mod các bạn sẽ thấy đấy, DA của mình là bằng 3 năm, ninh vào đấy, ví dụ như cái trang bitly.vn DA như thế này, như thế này. Thế còn nếu như các bạn mà dùng AHZ mà các bạn kiểm tra ấy, thì DR của mình nó cao lắm, có những cái sai của mình DR nó cao đấy, để mình đã. Thì cái cách để tăng DA DR thì các bạn phải hiểu rằng là thôi chết rồi, nó lại hết hạn rồi. Thôi ok không sao. Đấy thì các bạn phải cái việc mà chúng ta tăng chỉ số DR DU ấy thì nó chỉ là công cụ bên thứ ba thôi. Còn tốt nhất thì bạn phải vào chi tiết đó, bạn xem là những cái liên kết đó là những cái liên kết gì. Đó. Nó có link, nó có chất lượng hay không thì các bạn mới 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 biết được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái chỉ số DAPA thì nó không quan trọng. Mình quay trở lại câu hỏi của bạn đó, để tăng cái chỉ số DPA thì bây giờ chỉ cần tăng cái backlink trở về. Đấy, nó 80% cái điểm trọng số của DA ấy là backlink trở về. Ok, em chào anh Tuấn ạ. Em xin chào thầy giáo. Em đang hang ao nhưng mà em cả livestream luôn. Anh có trao đổi cái gì không? Mình mới vào nên mình chưa để ra một chủ Ok anh, bởi vì có hangout thì hôm nay có mỗi anh em mình thôi. Còn em vẫn đang livestream, thì nếu mà bạn nào lần sau mà muốn quan tâm, mà muốn hỏi trực tiếp mình câu hỏi, mà muốn nói chuyện như anh Tuấn đang trao đổi với mình ấy, thì các bạn có thể chuẩn bị một cái Gmail, hoặc các bạn có thể đăng nhập thì trên cái community ấy, community.rt.vn thì nó có một cái phần hangout sale. Thì trước đó mỗi 30 phút mình sẽ post một cái link hangout lên để chúng ta cùng trao đổi. Đấy. Anh thì anh Tuấn thì bây giờ có là cái dự án về 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 camera là có làm được không? À, có những dự án chính mà Dự án chính hả? theo này thì phải hỗ trợ những người quen ấy. Biết mình cũng có một chút của những người theo nên họ giờ này giờ kia sang tuần chắc là cũng sẽ lại đầu tư
tức là cái khách hàng được trước mình nói chuyện được làm đẹp Vâng. rồi mua mua một lô bên cái sai được chưa À, có nghĩa là họ làm về làm đẹp, mỹ phẩm làm đẹp đúng không? à không hoặc là về spa thì À, có spa. cũng Spa thì thực ra nó còn là một lĩnh vực cũng cạnh tranh, nhưng mà spa đó họ làm về làm đẹp kiểu dạng là những cái chị nám, chị thâm hay là chị mụn, hay là người ta làm về cái spa kiểu là về móng tay, móng biếc cái gì ấy. à đấy là họ làm về cái nám làm cắn da dưới đấy nhưng À, mà họ các dịch hiện vụ nay làm đẹp. họ đang khá là thành công ở dưới những cái khách ví dụ là từ cái lúc mà xóa xong rồi đấy là lúc mà chị thâm nách những cái từ lạ đó như À, thế thì họ đang nách rất là thành ok, công em hiểu. Quên là mấy cái dịch vụ mà chị nám, chị thâm đúng không? Hoặc đúng không là trượt nông vĩnh viễn đúng không? có như À, cái đấy hình từ như đấy là hình như cũng có một anh đấy học viên anh đang tốt với từ trượt nông vĩnh viễn thì phải. Đấy. Thực ra thì tất cả những anh em từ ngày xưa thì cũng rất là nhiều, mỗi người làm một lĩnh vực khác nhau. Đấy. Còn cái chuyện mà ở như hệ thống bên vệ tinh hoặc những sai ấy, thì em cũng bảo với mọi người ấy, thì thực tế cái lợi thế nhất của bên em mà nó nguồn tài nguyên nó chỉ về làm đẹp và sức khỏe. Đấy, nội thất đấy là ba cái mảng mà nó không thay đổi. còn Em sẽ kế định hoạch chưa, nhé em sẽ không, thứ nhất là không phải nó cạnh tranh hay không, lĩnh vực đó tất nhiên là xây dựng sang vệ tinh cũng rất là khó rồi, bởi vì nội dung cũng phải viết này, thứ hai để mà có traffic, để có uy tín cho sai vệ tinh đó cũng cần phải có sale cho nó. Thì nhưng mà cái đấy nó một cái là em xác định xây dựng sai vệ tinh cho nó là đầu tư, thế thì nó không giống như lĩnh vực về công nghệ. Thì cái sức khỏe thì anh biết, là anh viết một cái bài ví dụ bệnh đau dạ dày đau gì đó thì cả 10 năm 20 năm sau nó cũng không thay đổi đúng không, thì em xây dựng sai vệ tinh em chỉ sai một lần thôi nhưng em bán được cho nhiều người. Đấy. Nhưng mà nói chung là cái đấy thì nếu họ mà à, cái đấy anh code cho họ hay là họ tự code ạ? họ đã cốt rồi mình đang phân tích mình lập lại cái kế hoạch lại những trao đổi với họ chắc là sang tuần mình có thể cho mình Vâng, anh cứ làm, anh làm xong rồi cái bảng từ khóa và landing page đi, xong đó thì có gì thì anh gửi qua em coi, xong anh em mình trao đổi cũng cũng thoải mái mà. à có một cái mình hỏi một chút là cái về lĩnh vực này mình phân tích thì cái đối thủ của họ từ kèo rất là mạnh, đối thủ rất mạnh, đúng là spa mà rất là nhiều đối thủ. Anh hiểu như này, đồng ngôn với anh thì có những ông cũng đang top cả những tầm thẩm mỹ viện, những cái từ chị nám chị bụt đều hết. Đấy là một cái em đã cam kết với anh, đấy là thứ nhất. Thứ hai ấy thì Đoán thế. cái việc độ khó hay dễ như anh em mình trao đổi thì nó phải dựa vào cả on page và off page đúng không? Thì on page của họ anh xem họ làm như thế nào, mình anh em mình trao đổi phân tích ra cái cấu trúc cái lĩnh vực ngành nghề đó là một. Thứ hai là cái quan trọng nhất của anh sau là anh để ý là cái việc nhóm từ khóa, ví dụ chị nám nhá thì anh hay là cái từ kem trị sẹo, thuốc trị sẹo đi, anh thấy là gì, bây giờ một thằng mà nói là tao bán kem trị sẹo thì không bao giờ nên tốt được với ra thằng nó nói là ở đây có 100 cái loại kem trị sẹo hay là có 10 kem trị loại kem trị sẹo. Cái bản thân ở đâu Google nó xếp hạng nó dựa vào cái hành vi của người dùng đúng không nhỉ. Hoặc là như này, anh để ý là anh phải nên được cái cấu trúc cho em là một website, anh quan trọng nhất là cái chỗ mà lúc anh em nhóm từ khóa ấy. Ví dụ như cái thằng anh nói là dịch vụ trị nám hay là trị thâm ở nách chẳng hạn, đúng không? Thì anh sẽ hiểu, anh viết cho em một cái bài đó nó mình nhóm cái thông tin nó đầy đủ hơn. Ví dụ như là ví dụ như là thế nào là trị thâm ở thế nào là thâm ở nách chẳng hạn, những cái nguyên nhân, những cái lý do, những cái gọi là triệu chứng hay dấu hiệu của việc ở thâm ở nách, ai là người sẽ bị và cách gọi là cách chữa tại nhà như thế nào, hoặc là mẹo làm để sao để chữa, thì cái đấy mình nếu em là anh em sẽ nhóm nó vào một cái đường link thôi đúng không ạ. Sau đó thì ở dưới là gì, khi mày đã không chữa ở nhà rồi mày muốn tao chữa cho thì liên hệ với tao bọn tao tư vấn. Thì em cũng tư vấn cho rất là nhiều người bên về thẩm mỹ rồi về sức khỏe, thì thường họ có như này, đầu tiên em sẽ chia sẻ cho anh cái nội dung mà cung cấp thông tin cho anh, nghĩa là cái bài thủ thuật tiếp dạng kiểu dạng là về kiến thức, sau đó mà người ta mới ông cần cái gì thì ông để lại số điện thoại bọn tôi gọi bọn tôi chốt sale. Thì khi ở đây mình hiểu cái quy trình cái kinh doanh như thế, cái cách bán hàng của họ như thế thì mình sẽ nên được cái cấu trúc content. Ví dụ như anh muốn sell từ chị thâm mà nách chẳng hạn thì mình sẽ có là gì à, thế nào mình sẽ nghiên cứu từ khóa nhá, nhưng ở đây em sẽ lấy ví dụ là thế nào là chị thâm mà nách, hay là nguyên nhân chị thâm mà thách này, dấu hiệu chị thâm mà thách này, biểu hiện của thâm mà nách này, hoặc là
ai thì bị thâm mà nách này, cách chữa tại thâm mà nách tại nhà này, sau đó là địa chỉ gọi là chữa thâm mà nách tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Nghĩa là nếu như mà các đơn vị khác người ta viết thành 100 bài, 1.000 bài, anh nhóm vào cho em thì rất là ok, thành một thôi. Anh hiểu ý em nói không? Có, mình cũng đang định như thế, tại vì bây giờ cái đối thủ mình phân tích ra họ nhóm như thế. Đấy. Hoặc là ví dụ như em có một anh học viên là về du học Hàn Quốc, du học Nhật Bản đều tốt, thì có những đơn vị người ta viết bài là điều kiện để du học Hàn Quốc, để điều kiện để du học Nhật Bản hay gì, nhưng mà tất cả đấy gom vào một landing page. Và anh cũng đừng sợ nó dài, bởi vì khi một người đã quan tâm đến cái nội dung, anh em mình là những người làm SEO, mình chưa đặt thực sự đặt địa vị của mình vào khách hàng. Chứ còn nếu mình đặt địa vị của mình khách hàng, anh có viết dài đến mấy người ta vẫn đọc. Quan trọng là cái nội dung của anh là chất lượng thôi. Đấy. Mình cố gắng mình đem lại cái trải nghiệm đấy thôi. Nếu mà về phân tích tài nguyên của đối thủ thì một cái trang lên tay mà cạnh tranh về chỉ số tại vệ tinh thì họ không nhiều lắm, còn mấy chục sai vệ tinh thôi. Vâng. Nhưng mà cái trang chủ của họ lại cần 8.000 sai vệ tinh. Không phải có nghĩa là bây giờ trong cái phần cái file em gửi cho anh ấy, nó sẽ bao gồm hai phần. Một phần là số tên miền, gọi là rút domain, gọi là tên miền. Hai gọi là landing page của họ, đúng không? Đúng không? Cái chỉ số nó nhiều thì bản chất là anh phải xem là cái về là trong đó có do follow có nhiều hay không. Trong 800 tên miền đó thì có bao nhiêu cái do follow? Khoảng 600, nó cũng nhiều đấy. Thế nhưng mà thế thì cái thẩm mỹ viện đấy nó phải làm rất là nhiều ngách, nhiều cái lĩnh vực ạ. À, đúng rồi, nó rất là nhiều, nó hầu như là mọi thứ thì à. Từ cả ngoài làm trắng da này, làm chật lông thì hóa xong rồi đầy đủ thống. Nó nhiều hết hơn. Nhưng còn anh thì anh chỉ làm mỗi mấy cái dịch vụ thôi đúng không? Thực ra thì khách hàng thì họ đang khá là thành công ở nhiều khóa ngách ấy. Họ muốn có góp mặt trong top 10 ở những cái từ điển như là thịt nạc hay là trắng da. Ok, bây giờ anh hiểu như này. Thực ra thì cái thẩm mỹ viện kia họ làm khoảng tầm 50 cái danh mục chẳng hạn. Quyết là 50 cái landing page SEO, anh cứ hiểu đơn giản là 50 cái đường link SEO đi. Nhưng anh chỉ làm có 10 cái thôi đúng không? Thì cái, nếu mà cái 10 cái của anh thì tổng cái rút domain, cái số tên miền trở về của anh mà tổng website ấy, thì bao giờ của anh ít hơn nó. Bởi nó rất là nhiều, bởi vì mỗi một đường link của nó 100 thôi. Thì 50 cái nó đã là 500 rồi, đúng không nhỉ? Thế nhưng của anh thì lúc đấy anh bảo là của anh làm có 3 cái thôi, 3 cái mà giả sử anh không thể kiếm được đủ 500 mà về 3 cái được, có phải không ạ? Thế thì lúc đấy anh cũng không phải lo lắng quá, mà anh đặt ra cho em một con số tương đối. Ví dụ như lúc nó bọn nó đang có thì anh cần khoảng 300, còn không thì anh dựa vào cái thuật toán với danh ấy, anh có thể dồn. Ví dụ như anh xác định bây giờ giả sử như em có khoảng 50 cái site vệ tinh về sức khỏe, làm đẹp, để thẩm mỹ viện, đúng không nhỉ? Và trong đó em có vài trăm cái site khác, thì ví dụ anh chỉ cần là bảo Thùy ơi, bây giờ như này, người ta gọi chia thành hai tầng. Tầng thứ nhất 50 cái bài đó anh viết thật chất lượng ở trên 50 site tính chất lượng của em. Ví dụ như em có một cái site là uykisukhoe.com. Sau đó anh bảo Thùy ta viết một bài chất lượng ở trên đấy. Sau đó thì anh đăng lên các cái site tính khác của em, anh lại chọn link, không chỉ chọn link về site chính của anh mà anh lại chọn link về cái site uykisukhoe.com của em. Từ bài đó lại chọn link về cái site của anh, thì bản chất là cái bài uykisukhoe.com thì nó tăng cái chỉ số page rank nó cao hơn, thì nó chấm điểm cho anh nhiều hơn. Ở hệ thống ở bên em bây giờ thì có thể là tự intro link trong hệ thống những cái site của em bên em trong đấy đó được. Đấy, hoặc là dạ hay sẵn rồi kiểu gì cũng gặp thôi đấy. Hoặc là ví dụ như bây giờ như này, bọn em có trên công bây giờ về chuyển sang thành công ty NAT ấy, nếu bên họ mà set up site vệ tinh thì bên em cho họ tham gia vào cái group của em, nghĩa là họ làm về lĩnh vực về họ xác định, nếu mà họ xác định SEO là đầu tư lâu dài á, anh nghe rõ em nói không nhỉ? Xác định đầu tư lâu dài thì họ có xây dựng site vệ tinh thì bọn em sẽ hỗ trợ, và cái tài khoản SEO NAT của anh ấy là tài khoản của anh vẫn được tài khoản NAT, anh vẫn có thể quản lý, anh được dùng miễn phí trọn đời và anh vẫn quản lý được nó đến tối đa là khoảng 20 site vệ tinh. Rồi. Đấy. Nên trước là mình vẫn sử dụng cái gói đấy hả? Vâng. Thì cái tài khoản đó thì nó được anh được dùng miễn phí. Thì bên đó thì bọn em nâng cấp cái module các thứ rồi nó rất là ok. Đấy, có thể là đẩy lên rồi anh có thể trao đổi. Mai mốt thì anh bảo là nếu mà họ xác định họ có thể xây dựng là 10 khoảng 20 sai vệ tinh chẳng hạn, sau họ dùng 20 sai vệ tinh đó họ trao đổi với người khác. Ví dụ như mà có một bên nó bán kem trị sẹo mà bên kia họ không làm về xóa sẹo gì chẳng hạn, thì khi đó thì anh có thể cho đăng. Còn bọn em có hệ thống có phân biệt rằng là trước khi đăng sai bài sai của anh được quyền kiểm duyệt,
là nội dung có cho đăng hay không. Ok. Đấy, đấy là một cái mà cũng nó gọi là một cái network để hỗ trợ. Thì đầu tiên em làm ấy ra, để hiện tại thì cũng có mấy bên bán mỹ phẩm, họ cũng đã có bên kia họ cũng làm 50 size, họ cũng đầu tư họ 50 size, thì bọn em cũng set up cho người ta. À, ngày mai thì có một công ty về sửa chữa máy tính nữa, người ta cũng là một trung tâm đào tạo khá to, họ cũng đầu tư. Đấy thì cái việc là em cứ bảo là 1 năm là 1 size mất khoảng 2 triệu. Ví dụ như 40 size, 50 size thì mất 100 triệu, 20 size mất 40 triệu. Đấy, hoặc là ví dụ như bây Đấy, giờ cái như đấy này. là chi phí sẽ là ban đầu đúng không? Còn cái chi phí duy trì thì mình trao đổi link chắc là Cái đấy là do anh thôi. Ví dụ nhá, bây giờ em lấy một cái cơ bản như này, anh có khoảng 20 size thì cái phí tham gia ấy, là phí sử dụng phần mềm của bên em là 2 triệu. rồi. 2 triệu đấy là 1 năm. Đúng nhỉ? Mỗi 2 triệu đó thì bằng việc là bọn em đã training cho em cho anh, bọn em đã hướng dẫn anh sử dụng phần mềm, hướng anh lựa chọn tên miền, mua tên miền như thế nào, set up website như nào, là bọn em gọi là hỗ trợ anh. Đấy. Và cái giao dịch ở trong đó, ví dụ như là anh muốn đăng lên thằng này, thằng kia muốn đăng lên của anh, thì bản chất là nó không 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 bọn em không có lấy phí. Và cái này thì em chỉ dành cho anh em chị em học viên Sellmaster thôi. Đấy thế thì cái việc là anh có một cái site cho nó anh đăng lên, sau đó là người khác lại đăng lên cho anh thôi. Và quan trọng là ấy. Đấy. Cái mod hosting việc có cái gói trang hosting thì khá là hay ấy. Ví dụ là một gói khoảng 3 triệu thì có được 5 cái có được 5 cái website và có 5 cái định vị khác nhau. Dạ. Có nghĩa là cái IP Mình đang nói là bên hot hosting Việt ấy, nó có Vâng. cái gói sale hosting khá là hay mà một gói là 3 triệu mà có 5 địa chỉ IP khác nhau, tính Vâng. về cái 5 cái sai vệ tinh ở đây có một gói Vâng, em biết cái gói đấy. thì cái phí duy trì cũng không nhiều lắm, nhưng mà chi phí hosting tên miền một năm cho 5 sai thì nó khoảng 3 triệu rưỡi. Vâng. 10 sai là 7 triệu, cũng cho là 1 triệu sai được đăng. Ok, anh nhận chứ. Bạn Phan Tuấn Vũ có hỏi rằng là cái việc mà sử dụng cái social network, thì đầu tiên thì bạn Phan Tuấn Vũ và mọi người lưu ý như này, cái mạng xã hội, tín hiệu mạng xã hội nó không phải là yếu tố xếp hạng, và cái này Google cũng đưa ra. Đấy, thì cái việc mình sử dụng ở đây mình phải hiểu rằng là ở Việt Nam mình thì sử dụng Facebook, ở nước ngoài thì giả sử như bọn mình thì có hay là Zdit này, Pinterest này, hay là Twitter. Đối với những người làm SEO, người công nghệ thì hay dùng Twitter bởi vì nó chuyên soạn những mẫu ngắn. Thì đối với Việt Nam mình thì mình xem là ở Google, Google support hiện tại là Google support 7 cái mạng xã hội, có nghĩa là 7 cái mạng xã hội Google support, có nghĩa là chúng ta có thể khai báo dữ liệu chúng ta đối với 7 mạng xã hội đó. Đấy thì cái việc chúng ta xây dựng cái social network này để làm gì? Như bạn nói là chỉ yếu là xây dựng một cái mạng xã hội để mình nhằm để tạo tăng độ phủ và tăng cái thương hiệu của chúng ta. Cái này thì bọn mình cũng có một cái buổi học riêng về nó, nhưng mà thường thì mình chỉ sử dụng cái mạng xã hội này ấy để làm gì, để kéo traffic về. Đấy, traffic là một yếu tố cực kỳ quan trọng cho SEO, thì khi đó thì bên mình chỉ sử dụng cái những cái kênh, những cái mạng xã hội nào đó mà nơi khách hàng mình hiểu khách hàng rồi, họ ở đâu rồi, thì mình sẽ tiếp cận với các mạng xã hội đó. Còn nói chung chung về social media thì mình cũng không dám, mình cũng không không có quá nhiều cái kiến thức mà chia sẻ dùng phần mềm nọ phần mềm kia. Nhưng có một cái điều mà mình đều trao đổi với mọi người đó là gì, chúng ta sử dụng các mạng xã hội để đẩy traffic về. Ví dụ như bây giờ mình làm ở thế giới có một cái lĩnh vực là chuyên là Pinterest, ảnh ý rất nhiều, thì mình chuyên dùng Pinterest, hay là có một cái mạng Alo, dùng xin chào Instagram anh em. thì mình dùng Instagram, mình Ok, đẩy traffic về rất là rồi, nhiều, điều đấy rất tốt cho SEO. Đấy anh thì gửi trong cái chung chiến ạ. lược của mình là gì, mình dùng traffic là gì, Ok mình ạ. đẩy traffic vào rất là nhiều cái site đó. Traffic, đẩy traffic có thể từ social media, từ quảng cáo để mà lên top. Sau khi lên top rồi dùng mình mới dự sử dụng cái liên kết, sử dụng cái backlink để giữ top cho nó an toàn hơn. Thì đấy Đó, là cái mà bạn nên lưu ý. chia sẻ live stream của mình. Ok, có bạn nào có câu hỏi không nhỉ? Em chưa hiểu. Dạ vâng, em đây ạ. Em tưởng anh chị đang đi chơi cơ, chứ chưa về.
Các bạn cho câu hỏi gì vào đây cũng được. Đấy, em thấy trên mạng chắc là chưa hay chưa chưa về. Ở cái xem chung này thì mình không biết là có bao nhiêu người. Vâng. Anh cứ nghe điện thoại xong đi. Bạn Phan Tuấn Vũ có hỏi là có cách nào mà đi Ninh mà giấu được không? Giấu được không có nghĩa là đối thủ nó không phân tích ra được, thì thực ra thì không có cách nào để giấu. Chỉ có một cái là chúng ta sẽ sử dụng các cái phần mềm, chúng ta sử dụng cái file robot.txt, chúng ta sử dụng file tset, chúng ta sử dụng server. Mình chặn đi các cái bot của các công cụ tìm, các công cụ check mining. Ví dụ như Ahrefs nó có con bot của Ahrefs này, Majestic nó có cái con bot của Majestic, hoặc là Mode cũng vậy. Thì chúng ta thường thì chúng ta có nhiều cách, nhưng cái này thì các bạn phải xem ở cái size. Ví dụ như mình có một cái trang web như ở đào tạo sale.vn, các bạn gõ đào tạo sale.vn gạch chéo các bạn robot ở .txt, thì ở trên đó thì mình có chặn những con bot của thằng Jokerbot này, là của thằng mod.com này, Ahrefs bot này, này đấy, rồi xem rớt mình chặn đi những công cụ như kể cả Alexa thứ mình chặn đi. Thì cái cách mà chúng ta sử dụng thông thường nhất đó là chúng ta dùng file robot.txt, chúng ta chặn các con bot để kiểm tra công cụ check backlink đó. Còn thực tế thì để chặn được thì rất là khó, đúng không nhỉ? Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta kiểm tra, nhưng mà để mà phân tích chính xác dự án SEO của các bạn thì bạn nên vào trong Search Console của các bạn, tài khoản Search Console đấy, để chúng ta kiểm tra, chúng ta phân tích. Và đấy là cái mà Google khuyên chúng ta. Còn giấu thì rất là khó, không thể nào thằng nào giấu được. Có những đơn vị, tôi có viết một cái bài viết, nếu như bạn không phải bạn nào mà từ học viên đã biết rồi ấy, có một cách mà đối thủ nó bảo ta đi SEO không cần backlink. Thực ra ấy, thì họ có thể đi link về trang chủ, từ trang chủ họ đi link, họ intro link về cái bài viết đó, và bài viết đó lên top dựa vào cái liên kết intro link chấm điểm. Hoặc là nếu như các bạn chỉ cần gõ sai hai chấm, gõ là giả sử như hôm trước bạn Phan Tuấn có để ý, ví dụ như bạn search là giả sử như bạn search là giả sử như khóa học SEO lát chẳng hạn, sau đó trừ đi cái size lt.vn đó, thì ví dụ như mình comment của bạn Phan Tuấn vào đó đấy, thì khi mà bạn mang nguyên cái đó bạn search trên Google thì nghĩa là gì, thì tất cả cái đấy nó là một cái, nếu đối thủ mà có nói đến thương hiệu có đi Ninh ở đâu đấy, thì tất cả những cái gì đó liên quan có chữ khóa học SEO NAT, nghĩa là tên thông tin đó, mà trừ đi cái trang lt.vn thì nó vẫn ra. Sorry, không phải chỗ này nhé, đây. Đấy, có nghĩa là mình sẽ search tất cả những cái kết quả mà có trừ có thương hiệu là khóa học SEO NAT, trừ đi cái site NAT, có nghĩa là mình sẽ loại bỏ những kết quả mà có chữ NAT đấy, thì người ta có đi link ở đâu hoặc có thông tin người ta internet nó sẽ trả về cho các bạn. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta tìm để mà xem là thằng đối thủ nó nói nó ẩn link, nó không đi backlink, xem nó có backlink trở về hay không. Đấy. Thì khi mà chúng ta làm chúng phải tỉnh táo, đừng có nghe người ta nói SEO không cần backlink như này. Có thể là cái link mà lấy top ấy nó không có backlink, nhưng bản chất là họ đi link về trang chủ, từ trang chủ nó đi link, nó có intro link về cái bài viết đó. Hoặc các bạn để ý là nếu bạn nào mà check, ví dụ tôi có những cái site ví dụ mà link về rất là ít, nhưng thực tế tôi đi link về những cái name link page khác rất là nhiều, thì bản chất cái link đó nó không không có backlink trở về, nhưng lại được cái intro link nó chấm điểm. Đấy. Đấy là cái mà bạn 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 Phan Tuấn Vũ hỏi có một cái, nhưng mình trao đổi thêm nhiều thông tin hơn. Ok, còn bạn nào có câu hỏi nữa không nhỉ? Nói hết 1 tiếng rồi. Anh Tuấn lại đi đâu mất rồi? Bữa sau thì các cái video lần sau, nếu bạn nào chủ nhật, tối chủ nhật tuần sau chẳng hạn, các tối chủ nhật tuần sau nữa, bạn nào muốn thực sự mà muốn hỏi trực tiếp mình thì có thể là vào cái hangout, sau đó chúng ta hỏi luôn trực tiếp. Như thế thì nó tương tác hai chiều nó dễ hơn, còn livestream này thì nó chỉ có một chiều nên là rất là khó, và nhiều khi thì các câu hỏi mình cũng không giữ lại được. Xem còn câu hỏi ở trên này không? À đây, bạn Ngô Mỹ hỏi thêm một công cụ nữa là công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa.
Cái công cụ nào gần nhau thứ hạng từ khóa tốt nhất thì nếu mà nói về nhất thì chỉ có thằng Search Console là công cụ, nếu nói về SEO như Google thì chỉ có tài khoản Search Console là kiểm tra tốt nhất đấy. Đấy là cái mà các bạn lưu ý là gì, Search Console thì các bạn vào đó các bạn lọc, các bạn phân tích. Nếu như bạn nào đây mình sẽ cho các bạn xem một cái dự án demo của mình thì chúng ta vào Search Console chúng ta kiểm tra thứ hạng từ khóa bằng cái việc như này. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có nên top thì nó mới hiển thị có người search. Ví dụ như tôi muốn kiểm tra cái này ở đây thì nếu bạn nào muốn xem được cái nội dung này thì các bạn có thể tham gia Hangout cùng với mình, đúng nhỉ? Ở đây thì mình chia sẻ cái video màn hình của mình, nếu mà bạn nào mà tham gia Hangout ấy hoặc các bạn sau muốn mình support gì thì các bạn nên click vào tham gia Hangout, và trong khi mình đang nói chuyện như thế này mình có những cái video, có nghĩa là video chia sẻ cái màn hình của mình thì các bạn sẽ thấy. Thì ở đây ví dụ như này, bất kể mà mình làm SEO ở trên Google thì mình phải dựa vào dữ liệu của Google. Thế thì những công cụ kiểm tra hạng từ khóa nó chỉ là kiểm tra của một người, còn ở đây chúng ta sử dụng một cái công cụ. Ví dụ như này, mình kiểm tra trong vòng 7 ngày qua chẳng hạn, hoặc là 28 ngày qua đối với một cái website nào đó hoặc với một từ khóa nào đó. Đây thì có thể là gì? Cái từ khóa này rút gọn link này chẳng hạn nó ở top 1 nhưng mà đối với một người nào đó nhưng ở ở nước khác nó lại top 2. Thì các bạn hiểu rằng là gì? Cùng một từ khóa nhưng nó lại ở trên một đường link, nó theo country, là theo quốc gia, theo thiết bị, rồi theo trình duyệt, theo map biết các thứ. Thì ở đây này, có những cái từ khóa các bạn sẽ nhìn thấy nó là 2.1 hay là 1 phẩy mấy. Nếu từ khóa của bạn lên top 1, có nghĩa là cái position ở đây là 1, thì trong vòng 28 ngày qua thì bất kể một người nào search với từ khóa này nó đều top. Ở đây cái tỷ lệ các bạn nhìn thấy 1 ở đây. Đấy, nhưng đây là cái mà chúng ta lưu ý là khi các bạn đã lên top rồi, hoặc là ở đây là top 10 hoặc là gì, cái từ khóa đó phải có người search thì nó mới hiển thị trong Search Console. Còn nếu mà các bạn ở trang 2, trang 3 nhưng không có người nào search thì nó sẽ không hiển thị ra. Đấy, đấy là cái mà các bạn lưu ý khi mà kiểm tra thứ hạng từ khóa. Tiếp tới thì bên mình có một cái phần mềm là SEO SEONAT này. Nó cũng là một cái công cụ của bên mình. Đó, nó là một công cụ bên mình, nó là cái phần mềm SEO của bên mình chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái để kết nối với tài khoản Search Console với Google Analytics, nó cũng lấy hết dữ liệu ra các bạn, nó rất là ok. Đấy, nếu bạn nào đang xem màn hình thì các bạn sẽ thấy, hoặc đang live stream thì có thể connect vào cái trình chiếu của mình. Thì ví dụ như ở trên này chẳng hạn thì nó có đầy đủ các cái thông tin, đầy đủ các cái từ khóa, đầy đủ các cái lần search như thế nào, theo từng đường link một với từng thời gian ở trên đó như thế nào, tỷ lệ thoát bao nhiêu, impression bao nhiêu thứ nào đó đều hết. Bên cạnh đó thì có nhiều công cụ khác, ví dụ như AZ cũng có này, công cụ check từ khóa các thứ cũng có, nhưng nó chỉ là gì của một người. Ví dụ như này, tôi giả lập một cái trình duyệt giống như của Google, tôi vào Google tôi search và khi đó thì chỉ IP của tôi thôi. Thế còn 90% những người dùng trình duyệt khác, 99 người khác ở nơi khác hoặc là ở các khu vực địa lý khác thì nó không chuẩn. Thế thì khi mà cam kết dự án SEO thì chúng ta nên cam kết với họ là gì? Một là theo khu vực địa lý là gì, theo trình duyệt là gì, ngôn ngữ của trình duyệt là gì, trên thiết bị di động hay máy tính bảng hay điện thoại hay là laptop hay là desktop gì đó. Thì với mỗi một cái từ khóa đó thì chúng ta có một cái công cụ kiểm tra khác nhau, thì mình nên dùng Search Console thì nó chuẩn hơn. Tất cả những dự án của bên mình không quan tâm là AHZ, không quan tâm là mốt hay phần mềm gì cả, mình làm thì mình phải vào Search Console để mình kiểm tra. Và các bạn lưu ý rằng chỉ khi nào nó ở một một không như này, nó chỉ có một thôi, thì ví dụ trong 28 ngày qua thì tất cả những từ khóa này, ba từ khóa này nó vị trí số 1. Vị trí số 1 thì nghĩa là gì? Nó không thể tụt được nữa rồi. Không thể lên được nữa rồi, nó chỉ có tụt thôi. Đấy là cái mà các bạn nên lưu ý. Giả sử như những cái từ này, giả sử từ Bitly 26.3, nhưng các bạn phải lưu ý là đối với 26.3 này thì khi các bạn mà kiểm tra các bạn phải xem nó location là gì. Nếu ở Việt Nam mình thì nó là 6.6, còn nếu mà ở các quốc gia khác thì nó mới ở hai mấy. Thế thì cái vị trí này nó bao gồm ở nhiều quốc gia khác nhau, nó cộng lại nó chia ra trung bình. Ví dụ như thằng này 6 cộng với cả bao nhiêu? Đây, ví dụ như thằng này ở 6 cộng với là 31, 31 chia 2 thì có thể 15. Có những quốc gia khác nó tận bốn mấy này. Thì với mỗi một từ khóa và một quốc gia khác nhau, một trình duyệt khác nhau thì có chi vị trí khác nhau. Thế khi mà chúng ta làm SEO, chúng ta kiểm tra, chúng ta nói với sếp ấy thì nói rằng là gì, à em sử dụng phần mềm em SEO trên Google thì với các quốc gia em có báo cáo theo cái thông tin ở trong Search Console là chuẩn nhất. Đấy là cái câu hỏi là kiểm tra công cụ kiểm tra thứ hạng nào. Ở đây còn bạn ấy, một bạn hỏi khác là
Các bác cho em hỏi là ý nghĩa của xem rớt danh, điểm danh. Ví dụ như sai này, thì cái chỉ số của thằng xem rớt nó là gì? Nó chỉ là những cái, nó cũng là cái công thức nó đưa ra cho các bạn. Thì nó dựa vào nhiều yếu tố, nào là Bắc Ninh trở về, dựa vào traffic, dựa vào organic search, dựa vào các tín hiệu ở số Ninh, dựa vào social media. Nó đưa ra cái chỉ số page rank của cái chỉ số xem rớt của người ta. Đây là cái chỉ số xếp hạng website. Nó giống như kiểu là Alexa, cũng giống như là Mode, hoặc cũng giống như AdZ, nó có những công cụ đó. Thì với mỗi một công cụ nó đưa ra một cái cách, một cái công thức để tính khác nhau. Và công thức đó thì nó thường nó dựa vào các chỉ số của bên họ. Nó là một cái thuật toán của bên họ. Mai mốt thì mình cũng sẽ đưa ra cho các bạn một cái chỉ số mà trên phần mềm SEO của mình nó có. Ví dụ như là với trang này các điểm số hiện tại của mày là bao nhiêu trong cái website. Đấy, thì thực tế thì chỉ số đó để giúp chúng ta tham khảo. Còn bạn phải hiểu rằng là một dự án SEO thì KPI nó là gì? KPI SEO của dự án SEO nó chỉ bao gồm hai yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất, quan trọng đầu tiên đó là traffic. Dù bạn có SEO hay bạn làm gì thì traffic nó là một yếu tố quan trọng. AdWords cũng phải traffic nó vào cùng với từ khóa đó, cùng với người đó search thì bao nhiêu thằng click vào AdWords, bao nhiêu thằng click vào các quyển tự nhiên. Thứ hai là vị trí. Cái vị trí thứ hạng của từ khóa nó chỉ để nhằm kiểm tra xem là cái từ khóa đó nó có chuẩn hay không. Ví dụ như là một thằng nó bảo là em SEO lên top 1, em SEO vào traffic rất là nhiều. Đấy, thế nhưng mà nó lại ở trang 2, trang 3 thì rất là dở. Đấy, thế thì ví dụ như ở đây các bạn mà đang xem màn hình của mình chẳng hạn. Các bạn search rút gọn Ninh chẳng hạn. Thì đây là một cái mà gây ra đi trong một khóa học SEO K30, 30 hay 32 của mình ấy. Thì đây chẳng hạn. Thì một trang đấy, và trang này nó có đến hàng nghìn cái từ khóa, nghĩa là một cái trang chủ này của tôi thôi, nếu bạn đã xem nó có đến hàng nghìn từ khóa lên top chỉ một đường link đấy. Thế giống như đây này, tôi cho các bạn xem, tôi đang kiểm tra, tôi đang phân tích theo cái page này đấy, và các bạn nhìn thấy này, ở đây tôi có hơn 1.000, trong suốt còn sâu nó chỉ hiển thị ra 1.000 thôi. Thế thì khi mà chúng ta làm SEO, chúng ta phải lưu ý rằng cái việc nhóm từ khóa nó cực kỳ quan trọng, cái việc chúng ta có tư duy phân tích đấy. Thì cái gì, traffic nó là chính là cái số click này này, nó là một trong yếu tố soạn đầu tiên. Thứ hai là cái vị trí trung bình, nó là dùng để kiểm tra cái traffic này thật giả. Ví dụ như ông traffic của ông một tháng của ông đến 20.000 người truy cập vào, nhưng cái position của ông lại tầm 26-27. Nhưng ý ở đây mình phải nói là khi các bạn đã kiểm tra, các bạn đọc hết rồi, xem là nó ở Việt Nam hay nó ở quốc gia nào. Chúng ta chỉ đọc ở Việt Nam mình thôi, giả sử đọc ở Việt Nam này, sau đó mình quay lại thì các bạn nhìn thấy cái từ khóa này, vị trí của mình nó là 2.9 chứ không phải là 6.9, bởi vì nó sẽ đọc theo quốc gia đấy. Thế thì với những cái từ khóa nào có những vị trí như thế nào thì chúng ta cần phải kiểm tra phân tích nó kỹ, và mình khuyên là nên dùng cái tài khoản Search Console này, với một website này dùng Search Console để chúng ta quản lý, để chúng ta phân tích. Với đường link này nó độc ở Việt Nam mình, nó có hơn 1.000 từ khóa và nó nằm trong top vị trí trung bình của tất cả các từ khóa này ở Việt Nam là 6.6 đấy. Ví dụ như từ rút gọn link không có dấu, đây là ba cái từ khóa mà của mình không thể nào mà tăng nữa, nó chỉ có tụt thôi, hoặc những cái từ này đấy. Thế bây giờ đây là một trong những chiến lược này, rút gọn link Google 2.1 đấy, đây chẳng hạn, nó nằm ở 2.1, có nghĩa là nó có thể núp thì số 2, núp có thể số 3, núp thì người này search cái kia vị trí số mấy, nó có ở đây là 2 chấm mấy đây trong vòng 7 ngày qua đấy. Thì tùy theo cái việc chúng ta làm, chúng ta có thể phân tích được. Em check trong Spin Editor thứ hạng trang landing page đứng thứ 16 mà em search thì mất khỏi top 100, có cách nào khắc phục không? Cái phần mềm Spin Editor hay bất kể phần mềm nào đó, nó chỉ là một trong những cái công cụ để check hạng từ khóa thôi. Chúng ta không, chúng ta chỉ dựa vào nó để tham khảo. Còn việc check thì vẫn phải dùng Search Console. Còn ở đây là gì? Có nhiều bạn sẽ thấy, anh Thứ ơi, em check của em thứ 16 nhưng mà ra trên Google lại ba mấy bốn mấy. Thì trong Search Console nó sẽ kết hợp cái gì? Thứ nhất là vị trí của hình ảnh. Khi các bạn search một từ khóa mà cái hình ảnh của cái bài viết đó nó lên top thì cái vị trí hình ảnh nó được tính vào trong Search Console. Hai là cái Google Map của bạn nó lên top thì cái Google Map nó số 1 hay hình ảnh số 1 nó cộng với vị trí đường link của bạn lên top ở trang 4, trang 5, thì giả sử vị trí 49 cộng với số 1 thì bằng 50 chia cho 2 thì vị trí trung bình của bạn sẽ là 25 của một từ khóa nào đó với một đường link. Thì như vậy thì nó sẽ bị sai số. Thế khi mà nọc thì phải phân tích xem là tìm kiếm nó hình ảnh hay tìm kiếm AdSearch hay là tìm kiếm Google Map, bởi vì Google Map nó cũng tính dựa vào trong đó. Đấy, thì bạn Phan Tuấn Vũ nên lưu ý cái điều đấy. Còn cái việc mà đang top mà bị bay mất khỏi top 100 thì bạn phải phân tích lại xem là gì, cái từ khóa đó nó có cạnh tranh hay không.
Cạnh tranh thì nó sẽ bằng cái gì? Xem những cái ông đối thủ của mình họ là ai, là những trang báo hay những cái blog hay là những cái site vệ tinh họ, mà những cái ở 16 mà tụt xuống top 100 thì nó cũng không phải là quá quá khó hiểu. Nhưng nếu nó đang ở top 5 và top 10 mà nó bay khỏi top 100 thì đó là một cái mà bạn cần phải phân tích lại. Thế phân tích thì ở đây phân tích bao gồm on page là xem mật độ từ khóa cấu trúc của nó có spam hay không. Thường thì nó spam ở cái mật độ từ khóa thôi, người ta gọi là nhồi nhét từ khóa keyword density. Thứ hai là cái vấn đề là liên kết từ nơi khác trở về, những cái link do follow, bạn làm SEO bạn là có những cái file báo cáo mà backlink do follow thì nó sẽ rất tốt cho SEO. Thì nhưng mà Google cũng sử dụng những cái đó để phạt bạn, khi mà bay ra khỏi top 100 thì bạn phải kiểm tra lại những cái liên kết do follow đó. Nếu bạn làm thì có một cái file, cần phải có một cái file quản lý nó tốt. Đấy. Các bạn mà có câu hỏi thì cứ comment xuống. Ở đây thì hôm nay cũng có ít. Chúng ta quay lại trên này. Anh Điện Lạnh, anh có câu hỏi gì không ạ? Có trao đổi gì không ạ? Alo ạ? Anh có thể chat ở bên này cũng được ạ. Anh Điện Lạnh ơi. Các bạn có thể tham gia Hangout bằng cách là vào trong cái đường link đó. Ok, chào bạn. Hoặc các bạn có thể là nhìn thấy bên ở trên máy tính của mình ấy, nó có cái nút chat ấy, thì mọi người nhắn tin vào cái ô chat đó nếu mà các bạn không có mic. Cũng hơn một tiếng rồi. Anh có bật mic được thì nói không được ạ. Nếu không bật mic được anh có thể chat vào đây, nếu chúng ta có vấn đề gì em đều trao đổi với anh được. Anh Thịnh Vượng. Anh có trao đổi gì không ạ? Anh cứ bật mic để nói được không sao. Hiện em đang nghe anh thôi. À thế à. Ok. Còn nếu có câu hỏi thì cứ trao đổi thôi. Cho mình hỏi cái traffic từ cái Google Ads nó có tính là cái traffic yên Ok, câu hỏi của anh nếu khá mình là tuyên bố hay. Ok, em nói. Của anh Tuấn nói là cái traffic mà từ 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 quảng cáo đúng không? Hôm trước em mới đúng nói rồi. ở trong trong lớp học xong. Hóa ra nếu anh không kết nối Google Analytics với tài khoản Google AdWords thì cái traffic đó nó lại gọi là organic search. Anh Tuấn nghe Ồ, rõ thế không thì tốt ạ? nhất là mình kết nối. Dạ. Nếu như thế thì mình không nên kết nối đúng không? Bởi vì mình tính nó tài khoản, à, nó sẽ giúp kiếm thì nó vẫn hay hơn. Thực ra thì thằng Google nó luôn có cơ chế anh ạ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà là mà mình mà làm dự án mà để phân tích nó tốt hơn thì anh nên kết nối để anh phân tích. Còn nếu mà chỉ để lấy organic search thì ví dụ như bây giờ nhá, anh thấy nó là cái organic traffic chưa cập vào, thằng Google nó rất là dự. Cái này là một cách, nếu bạn nào đang xem livestream đây thì mình sẽ chỉ cho một cách đó để dép cái tài khoản AdSense. Đó là gì? Chúng ta có thể chạy quảng cáo của AdWords vào, sau đó chúng ta dép AdSense thì nó dễ hơn, bởi vì để dép AdSense được ngoài việc nội dung đáp ứng cái tiêu chí tiêu chuẩn của Google AdSense thì nó có cái lượng traffic vào thì chạy quảng cáo vào, sau đó mình mới dép AdSense thì nó rất là ok, nhưng không được kết nối tài khoản Google Analytics với tài khoản Google AdWords. Đấy, đấy là cái cách để mẹo, nó chỉ là một trong các thủ thuật thôi, nó còn rất nhiều cách khác để cho click vào. Nhưng mà như anh nói thì nếu anh không kết nối thì cũng chả sao. Không, nhưng anh không kết nối vào thì anh phân tích nó bị sai số. Nhưng mà chắc chắn là anh vẫn phải kết nối search console với Google Analytics với nhau chứ đúng không? Anh kết nối bao giờ chưa? Mình có trong cái web camera của mình có tương đối là mình sử dụng nó cũng cái phân tích của mình có nhiều mình thấy nó nhiều chỉ số quá nên chưa Anh chưa chỉ phân tích cho quan em là tâm gì, đối với một cái landing page hay một đường link mình SEO ấy thì mình chỉ quan tâm rằng là gì, cái đường từ khóa vào là gì, những người đó vào từ đâu ở đâu. Trong Google Analytics nó phân cho anh rất là rõ cái phần nội dung tổng thể chung của SEO, nghĩa là tất cả những người, cái phần nội dung ấy, cái phần hành vi ấy, thì là tất cả nội dung từ traffic, từ Facebook, từ quảng cáo Google nó sẽ tính chung. Bên cạnh đó lại tách riêng cho anh là từ search console riêng,
là cái hành vi người dùng ở trên đó bao nhiêu lâu, cái đường link đó bao nhiêu lâu, tỷ lệ thoát như thế nào. Trong Google, nếu mà anh kết nối Google AdWords thì nó cũng cho anh phân tích cái quảng cáo, cái người dùng từ Google AdWords vào, người ta ở đó bao nhiêu lâu, người ta tỷ lệ thoát như thế nào, ở người ta click bao nhiêu trang, page view như nào là có ở trong đó. Nếu anh kết nối vào thì anh phân tích chi tiết được hành vi từng người ở trong đấy luôn. À, đúng đúng đúng, cái đấy thì Đúng có không? chứ, đúng rồi, chính xác đấy. À, cho mình hỏi thêm là cái tham on site, à, tham on page là trong từng vào cái đây sau đó mình mất là hay thì tham on site thì không tính được. Dạ. Anh nói lại xem. Tức là khi mà có một người người ta vào dùng vào cái landing page của mình trực tiếp luôn, sau đó người ta mất là hay thì cái thời gian tham on site ở cái trang đấy không tính. Có à, ở đây như này anh và mọi người lưu ý, Google có các chỉ số mà về time thì có nghĩa là time on site, có nghĩa là thời gian ở trên cái trang đó, được chưa nhỉ? Hoặc là time on page là trên một cái page nào đó, chứ time on site là toàn bộ site của anh, còn time on page là chỉ trên cái page của anh thôi, đúng không? Tham on page, tham on page. Đấy. Thì đang hỏi cái tham on page. Time on page thì nó lại có hai loại, một cái là thời gian ở trên cái page đó và thời gian của cái phiên ở trên cái page đó. Thì anh phải lưu ý rằng là gì, thời gian ở trên cái page đó thì vẫn được tính, nhưng mà cái thời gian của cái phiên truy cập đó thằng Google nó coi bằng không. Cái mà anh vừa nhận định ấy, anh phải nhớ lại cho em, nó có hai loại thời gian. Em click vào website của anh thì cái thời gian ở trên trang của em là có, nhưng nếu em thoát ra luôn, có nghĩa là nếu tỷ lệ thoát bằng 100% thì cái thời gian mà phiên em truy cập đấy bằng không. Ok, Anh hiểu em không? Anh phải vâng. click vào một cái hành động nào cho nó trên website, một cái link khác thì nó sẽ tính bằng cái thời gian ở từ đó trừ lại cái kia thì nó bằng, nó thay đổi lại, được chưa? Anh lưu ý cái điều đó. Còn như em nói, nó còn tùy thuộc landing page anh SEO là gì. Landing page SEO của anh nó mà là bài viết thì tỷ lệ thoát 100% anh vẫn vô tư, bởi vì người ta đọc đầy đủ thông tin rồi, thì lúc đấy lại phải tăng cái time on page ở trên đấy. Anh nhớ cái trong lúc nào có nói là time on page và thời gian ở trên cái page và tỷ lệ thoát, nó sẽ là hai cái cần quan trọng của một landing page, không ạ? Nên nếu mà thoát ra ngay thì cái tỷ lệ thoát là cao quá thì vẫn không được, cái số Ở đây tỷ lệ thoát cao nó còn tùy. Nếu anh SEO vào bài viết thì vô tư, bài viết của anh rất là dài, người ta vào đó người ta ở đấy cả một 30 phút, đúng không ạ? Sau đó nhưng anh phải hiểu rằng là tỷ lệ thoát này nó có hai cái nguy hiểm ở đây. Một cái phải lưu ý là, một là họ tắt cái trình duyệt của anh đi luôn, hai là người ta bấm vào cái nút quay lại ra Google ấy, cái bấm quay lại ra Google nó mới là cái chết dở. Người ta gọi real time là cái thời gian ở trên của anh nhé, xong người ta còn quay lại. Anh hiểu em không? Nếu mà người ta click, người ta tắt cái trình duyệt của anh, người ta tắt cái website của anh thì ok, nhưng mà người ta lại bấm vào quay lại cho Google thì đồng nghĩa là việc là cái thời gian ở trên đó lại không hiệu quả bằng cái việc người ta tắt. Có nghĩa là nếu người ta tắt đi thì người ta đáp ứng được cái thông tin người ta rồi, nhưng người ta bấm quay lại Google thì vậy chứng tỏ nội dung của anh không được chất lượng và người ta vẫn đang thiếu. Thì cái đấy người ta gọi là wait time, cái thời gian mà cái người dùng người ta ở trên cái trang của anh đấy. hay mình hay đấy, tốt nhất là không cho nó quay lại Google. Đúng rồi, nhưng mà theo em thì anh vẫn nên cố gắng là trong đó điều hướng người dùng một chút chẳng Điều hướng sang trang khác. hạn. Đúng rồi, mình có thể thiết kế banner, mình có thể thiết kế những cái bút tầm hoặc là menu hoặc là viết những cái câu mà để kêu gọi người ta click sang, đúng không ạ? Mày muốn đang đọc một cái bài là những ABC này là cái gì thì mày muốn xem cái này thì phải đọc thêm cái khác, hoặc là chị mụn, chị nám nào nhưng mà ngoại nám ở nách ra chẳng hạn, thì nếu bạn là những cái bà bầu và cái thứ thì ngoài nám nách ra nó còn nám mặt, những nguyên nhân ở những cái nám hoặc những cái nguyên nhân mà ảnh hưởng xấu mà khi mà gọi là chị em bầu bí, mang bầu thai bầu bí thì nó ảnh hưởng như thế nào. Đấy. Bạn Phan Tuấn Vũ cho em hỏi là cách đánh giá một dự án khi nhân viên khi mình nhận sale với ha. Ok, đây sẽ là cái câu hỏi cuối, sau đó chúng ta nghỉ buổi hôm nay, xong hẹn mọi người vào 21 giờ chủ nhật tối tuần sau. Bạn đã hỏi để đánh giá dự án sale của một độ khó của một dự án sale thì nó sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất là chúng ta phải xem sale nó bao gồm on page và off page. Thì để đánh giá khó hay dễ thì bản thân nó chúng ta phải có KPI của dự án sale. Khi bạn nhận dự án sale về thì cái người ta thuê bạn làm sale hoặc là bạn xin vào công ty thì công ty sẽ áp đặt hoặc là bạn phải đưa ra KPI sale. KPI là chỉ số để đánh giá cái hiệu quả sale đó có tốt hay không. Thì KPI nó bao gồm traffic và thứ hạng từ khóa, nghĩa là vị trí trung bình của các thứ hạng từ khóa đó.
Thế thì từ cái KPI đó, từ JPEG, từ thứ hạng đó thì bạn sẽ phải tính ra xem là cần bao nhiêu từ khóa, cần bao nhiêu đường link, và với mỗi đường link đó thì cần phải viết content như thế nào, tối ưu hóa như thế nào. Bên cạnh đó bạn phải phân tích cái update của đối thủ của bạn như thế nào, bạn đưa ra các cái con số, những cái thống kê, những cái đánh giá. Bây giờ bạn phải nói là bạn đừng bạn phải có một cái kiến thức tổng thể về SEO và để bạn đánh giá trên nhiều khía cạnh. Ví dụ như bạn đừng có thấy là dựa vào số link hay dựa vào số domain mà bạn thấy dễ, mà bạn phải dựa vào tổng thể luôn. Ví dụ như một bài viết đó nó lại thuộc một trang báo với một bài viết đó thuộc một blog, thì nó sẽ dựa vào hai yếu tố mà on page và off page đó để đánh giá. Thì on page ở đây không phải là chỉ cái nội dung trên bài viết đó, mà đôi khi thì nó gồm internal link trên cái site, trên cái nội ở trên cái site đó nó tự chấm điểm cho cái bài viết đó, với việc là người ta đi link từ bên ngoài, đẩy traffic từ bên ngoài vào. Đấy, còn đánh giá để nó thì bạn phải lên một cái plan, và thường nó mất khá nhiều thời gian, cần có một cái nhìn tổng thể hơn, bạn cũng biết cái chiến lược kinh doanh hơn. Đấy, cần phải biết chiến lược kinh doanh. Giả sử công ty bạn có 1.000 sản phẩm nhưng không phải tất cả các 1.000 sản phẩm đó bạn đều bán tốt, mà có thể bạn tập trung vào dựa vào cái tài chính, dựa vào ngân sách của bên mình sẽ dựa vào KPI đó để mình đẩy ra, đẩy lên cái chiến lược sale cho nó phù hợp. Đấy là cái mà bạn Tuấn Vũ nên lưu ý. Dạo này lâu rồi không livestream, không không phải ấy nhiều nên là sẽ trẻ hơn. Anh Tuấn có trao đổi gì nữa không? Còn chắc là anh em mình hôm nay nghỉ đây nhá. Rồi, ok, đúng rồi. À, thật ra nó cũng 1 tiếng rồi, thì chắc là hẹn mọi người vào tối chủ nhật tuần sau ở trên fanpage, hoặc là anh thì cứ vào hangout anh em mình trao đổi cũng được ạ. À.